Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 19 tháng 12 năm 2023, giá thủy sản xin cập nhật giá cá ở khu vực miền Bắc để quý bà con tham khảo. Theo tổng hợp, giá cá điêu hồng ổn định ở mức 45 đến 46.000 đồng 1 kg. Cá trê vàng các tỉnh miền Bắc giá tăng nhẹ 48.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Giá cá rô phi tại Hải Dương giảm nhẹ từ 32 đến 34.000 đồng 1 kg. Cũng tại Hải Dương, giá cá trắng cọ ổn định ở mức 53 đến 54.000 đồng 1 kg. Giá cá chép tại miền Bắc dao động khoảng 44 đến 45.000 đồng 1 kg. Giá cá rô miền Bắc có giá dao động từ 30 đến 31.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con xem thông tin cụ thể theo bảng giá sau. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.